thời gian.
viêm quanh răng, hôi miệng. Người bị viêm, nhiễm khuẩn vùng họng, viêm họng, viêm amidan, viêm lợi, viêm miệng. Người sau khi nhổ răng, tiểu phẫu trong miệng, phẫu thuật nha chu. Người sau phẫu thuật cấy ghép, implant phục hình răng sứ thẩm mỹ. Cách sử dụng: xúc kỹ họng miệng trong khoảng 30 giây với 15ml, mỗi ngày 2-3 lần. Cắt thì chưa? Cắt cắt gì con mới cắt dài thế? Con cái mái nó ngắn ngắn đi cho nó mát. Cắt hết tóc xoăn rồi à?
chân và lết như thế. Đáng yêu vô cùng. Bên này có đến hơn chục con mắt đang láo nháo nhìn qua, không ai hiểu được hai người đang nói cái gì. Cả bọn tư thấy tội. Này, anh làm gì mà đọc kỹ vậy hả? Em không biết chữ ký của anh quan trọng cỡ nào hả? Lỡ như làm phòng bỏ lỡ câu của mình. Anh nói, anh mới nói nữa là không, là anh vừa nhận ra bản thân mình sao lại như vậy. Từ khi định được